Đỏ Việt Nam. Hôm nay tôi giới thiệu với bà con và các bạn về cây sưa đỏ Việt Nam. Làm thế nào để cây sưa đỏ nhanh có lõi nhất và được đạt được kinh tế cao nhất? Đây là cây sưa đã 10 năm tuổi. Nó phải lên đến trên kia 6 7 mét lên kia. Nhưng mà từ cái chỗ này lên là nó cong. Từ đây lên thì nó cong nhưng mà cũng không có chia cành. Đấy. Lên đến chia cành này vào 6 7 mét rồi. Đấy. Tôi vẫn hướng dẫn là 10 năm là nó phải đạt được vanh từ 65 đến 70 là mới đạt yêu cầu. Đấy, cây này là vanh nha. Cây này vanh đã vào 70 rồi. Đấy. Rất là đạt yêu cầu. Đã dọn sạch bên trên cao rồi. Đấy. Chăm bón rất là tốt. Chăm bón thật tốt vào. Từ bây giờ thì đi ta mới bón kali, từ 10 năm trở đi mới bón kali nhá. Từ năm thứ 10 đi bón kali để cho nó về lõi. Chứ còn từ năm thứ 2, năm thứ 3 trở đi là thì chỉ bón NPK, bón lên đến tận 10 năm này. Đến tận năm thứ 10 đây, vừa rồi vẫn bón NPK. Thế thì nó mới được cây to như thế này. Đấy. Mà cao chưa? Rất là cao. Đây trước nó có cành ở đây, tôi chặt đây rồi. Đấy, chặt đây rồi. Giờ nó lên mãi trên kia nó mới có cành. Thấy chưa? Đấy. Mãi trên mới có cành nhá. Đấy. Giờ từ đấy xuống không có cành, nó vào 6, 7 mét. Đấy. 7 mét. Đấy. 7 mét mới nó dài như thế. Nhưng mà nếu mà thẳng ấy, thẳng là được lên đến đây. Đấy, thẳng lên đến đây. Thẳng lên đến đây, từ đây xuống là nó cũng vào 5 mét rồi. Đấy, 5 mét. 5 mét thẳng. Đấy, tôi cứ hướng dẫn bà con là làm tầm 4 mét thẳng là đã đạt yêu cầu rồi. Cây sưa cứ tầm 4 mét là làm được việc rồi. Ngày mai có thể là làm được cột đình rồi. Cột nhà thờ rồi. Đấy. Tới đây gỗ sưa làm nhà thờ rất là tốt. Trung Quốc đang làm nhà thờ gỗ sưa rất nhiều. Đòi hỏi cây sưa phải thẳng, to. Càng thẳng càng to càng nhiều tiền. Đấy. Bây giờ tầm 70 này ta mới bón kali. Còn trước đấy ta chưa cần bón kali. Vẫn là chỉ chăm bón NPK để cho được thân to. Bón cái NPK là cái phân tổng hợp ấy. Phân tổng hợp thì phân thì cây nó mới to. Đạm lân kali đấy. Gọi là NPK. Từ năm thứ 10 giờ đi thì mi bón kali để tạo lõi. Từ bây giờ thì đi đấy. Từ như cây này từ năm thứ 10 này bây giờ giờ đi nó sẽ bón kali. Bón kali thì ở đây như thế này. Thì cái cây này ở cái chỗ này thì nó tốt rồi. Đấy. Bón kali thì ta cứ pha kali ra thôi. Pha thành nước ta dội vào gốc. Đấy. Đấy. Cây của tôi chỗ này rất là nhiều nằm. Đấy. Cứ pha kali ra nạp tưới thôi chứ không cần phải đào bới gì. Đấy. Tưới kali nhá. Năm thứ 10 giờ đi là chỉ cần kali thôi. Thì sẽ cây nó sẽ rất nhanh có lõi sẽ về rất nhanh. Sau kali sau từ năm thứ 10 đến năm thứ 15 thì lõi đảm bảo là 14 15 phân đường kính lõi. Thì lúc đấy là bây giờ 70, 7 vanh 70 thì 15 năm sau thì nó cũng vào trên 80. Tắm vẫn cứ bón trăm kali và bón một năm là bón 2 đến 3 lần bón kali càng tốt thì thân cây cũng rất to. 5 năm sau là đã đạt được 14 15 phân đường kính lõi rồi. Đấy. Giờ tán nó vẫn còn rất là mát, bây giờ nó đang vào mùa đông rồi, đang chuẩn bị chút lá rồi. Bây giờ chưa cần bón, bây giờ
ra như ở miền Bắc ấy, thì ra giêng, tháng giêng ta bắt đầu bón kali. Cây này tháng giêng ta mới bón kali. Vừa rồi tháng 7, tháng 8 tôi vẫn bón nân NPK. Năm ngoái vừa rồi tôi khoan thử đây là nõi đã vào 8 phân, nõi 8 phân. Đấy, 10 năm thường thường nõi 8, nõi 9 thôi. Thế nhưng sau qua đến năm thứ 15 là tôi sẽ đảm bảo cây này là lõi 15 phân. Tại vì mỗi năm bây giờ nó lại phải lên 2 phân đường kính nõi. Tôi bón kali rất mạnh. Bón kali lên nõi rất mạnh. Đấy, bà con chú ý, làm cây xưa là những từ năm thứ nhất, từ năm thứ nhất đến năm thứ 10 là ta cần phải cho thân nó to. Bón, chăm bón để cho thân nó to. Cho thân nó to. Không, từ năm thứ 10 trở đi thì ta mới bắt đầu tính đến cho lõi nó to, cho lõi nó nhanh to. Đấy, đấy là bí quyết cách chăm bón, cách chăm bón cho cây xưa được nhiều lõi nhất, mà to lõi nhất, mà thu nhập cao nhất. Cho nên nhiều nhà vẫn cứ gọi chúng tôi là cây xưa 18-20 năm như chúng tôi khoan chỉ lõi 10, mới lõi 11, 12 thì thậm chí là rất là vanh, rất là to. Thế nhưng mà lõi rất bé, không biết chăm bón. Không biết chăm bón là lõi vẫn rất nhỏ. Thế nếu biết chăm bón thì 15 năm là bán tinh, bán hàng trăm triệu. Lõi 14, 15 bây giờ vẫn 100 triệu. Thế còn cái lõi 10, lõi 8, lõi 9 thì rẻ lắm. 8, 9 triệu, 10 triệu một cây. Lõi càng to càng đắt. Mà đến lõi 20, lõi 20 nó bây giờ, lõi đường kính lõi 20 bây giờ nó vẫn hàng 300 triệu cơ. Đấy, cho nên là bà con ta là chịu khó chăm bón và chuẩn bị cho cây xưa làm sao nó lõi to thì mới được tiền. Lõi nhỏ, lõi 9, lõi 10, lõi 11 thì cứ gọi bán thì nó chỉ được 10 triệu trở lại, nên là không có kinh tế lắm. Đấy, từ lõi 8 này, từ lõi 8 này trở lên là rất nhanh. Từ lõi 8 này lên là mỗi năm nó lên hàng 2 phân lõi. Tầm này sang năm khoan là nó đã lõi 10. Đấy. Bây giờ nó mỗi năm lên 2 phân nõi. Nên là rất là biết làm thì nó là rất là đơn giản, tức là phải từ năm thứ 10, từ năm mình vỗ cho nó đến năm thứ 10 là phải đạt được vanh 70 đi. Xong đến năm thứ từ năm thứ 11 trở đi là cứ kali mà dẫy vào thì nõi nó sẽ lên rất nhanh và nõi rất đỏ, rất đẹp. Đấy. Và con ta lưu ý là như vậy. Cố gắng, bà con ta cố gắng làm được cây xưa như tôi hướng dẫn, nó sẽ đạt được kinh tế tinh những hàng trăm triệu trở lên. Cái nhà mà có hàng mấy chục cây là sẽ có tiền tỷ. Đấy, bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.